Chúng ta đã biết đến cái bộ của GMTV này từ cái hồi GMTV giới thiệu phim pilot đầu năm á, thì Summer Night, Full Win và Dunk chúng ta xem. Và đây Trong là tương lai mày gặp có cùng được thơ mà sinh này. đây sẽ là series series straight thẳng ha, chỉ có một cặp mà DL phụ á. Thì Sổ sọc bộ bút sang khô tẻ. Oh Thôi mình my đi mình god. thuyền, mình đi thuyền của cô đang rồi. Ê, cái hùa mới lên bảo, nên mình đỉnh với thai tôi rồi nào ạ. Chết, tao. ทุกคนนี่เพื่อนใหม่กูชื่อลุงไอเนี่ยจิเวลคนเนี้ยไอวีส่วนคนนี้สตาร์สตาร์แต่เรื่องแปลกก็มีเรื่องที่ทำให้ใจผมเต้นแปลกคู่เฮอร์คู่วินเฮอร์กับนิกกี้ไฟเกี่ยวหมดมิ่งอย่างเกี่ยวช็อกขึ้นมาเอาแก๊สต่อไปเราขอเน้นเรื่องเงินบ้างดีกว่าเราขอแชร์ดาตานี้ด้วยนะเกี่ยวไม่ค่อยมีใครรู้จักเพลงฤดูร้อนเวอร์ชันนี้เลยนะอย่าบอกนะสตาร์ชอบกระดองเหมือนกันอะยังพอมันนั้นที่มันแปลกๆใช่ไหมก็น่ารักดีนี่นี่คุณเต๋อก็เกมิชชี่นี่ไงก็ว่าเรื่องฟูวินเวไงนะสตาร์มุดน่ารักเลยว่ะสตาร์นะกูมีความลับจะบอกมึงกูชอบสตาร์ีแม่แหละลุยหันจ้าเนี่ยแล้วลุนกูชอบสตาร์เบลล่าเหรอพี่ก่อนไม่กูปะเนี่ยถ้าโดนสาดน้ำอีกก็แวะมาได้นะครับเพี้ยเอาเฟลเวทหมดอ้าพี่หาเสียดายเป็นคนแต่งหน้าไม่ใช่เหรอไม่รู้ชื่อหรอกถ้าพี่ไม่มั่นใจในความรู้สึกตัวเองพี่ลองทำอะไรให้มันชัดเจนสิครับอุ้ยจุ๋ยใจงี้นี่อุ้ยจับบาบาใกล้มาแล้วแหละครับมันคือจะชัดเจนอุ้ยเย้กึ่งเนี่ยเพื่อนเพื่อนเรามีอะไรแปลกๆหัวมึงจะตายนะไงกูว่าแล้วกูไม่ได้คิดคนเดียวทำไมกูไม่ได้อยากให้ไว้เสียใจเหมือนกันงั้นเราเก็บเรื่องของเราเอาไว้เป็นความลับก่อนดีไหมขอตาบอลชอบตาขอโทษนะยังไงความรู้สึกของไว้ก็ต้องมาก่อนอยู่แล้วอุ้ยทำแบบนี้กับกูได้ไงวะกูแบบนี้ไงผมไม่เคยมีเพื่อนMình mình không muốn feel được cái vị trí của Dunk với Star. Luôn khi bên fan cầu là ạ. Lo khi sẵn nhà cái này là tổ khi là tổ tảnh ngàn cầu. Nghiêu cố của Phu Quỳnh xuất hiện nha. Nói chung là một series có thể chơi thanh xuân thôi, tình bạn. Nhưng một quan hệ bí mật đêm hè thứ hai hàng tuần 8:30 ok 5/8 mình thấy Phúc Quyền rất hợp vai này. Cái vai mà kiểu Phúc Quyền nó đóng những cái vai mà có không khí kiểu thành viên bị bỏ rơi ấy, hay là một người lạc lõng trong một cộng đồng ấy, rất hợp lý nha. Thế thì mình nói nhiều lần rồi, nói chung là nó cái Phu Quỳnh đóng cái vai đấy hợp, cái mặt nó cảm giác nó hợp hợp ấy. Và đang mình thấy chemistry của có lẽ vì Phu Quỳnh với bé gái chính hơn ha, thì mình thấy chemistry của Phu Quỳnh với bé gái là có nha. Cũng cưng lắm. Thế này đấy nè. Giờ hồn nè, sao nó sắp có lần đọc mình gần à? Em hôn mình lắm thì mình đặc đặc chứ mày. Cũng là lạc gì? Thì Đăng cũng thích bé Star, tuy nhiên thì mình không feel được. Không feel được chemistry của Đăng với Star. Cũng có thể một phần là... Chứ một phần có thể là bố thể của hai bé phụ hơn. Một phần nữa là mình nghĩ là mình thấy diễn xuất của Đăng ấy cũng không
tức là từ cái lần cuối mình xem đăng đến bây giờ nó không khác gì. Tức là nó cũng không quá tiến bộ gì ấy. Mình cảm thấy thế. Thì mình nghĩ đấy cũng là một lý do để mình không cảm thấy chemistry. Thì ok. Ngoài ra gặp Hóa thân tôi yên, chú đoàn hôm nay mình sẽ chơi một sinh hợp Đây nhỉ sinh nhỉ Việt Đà Không phải phản hạ Java rất sinh nhá Hóa phê vết muốn Phiêng Nai muốn phi hẳn Việt Đà Ôi trời ơi Hóa phê vết muốn chơi hóa thân tôi yên Chú đoàn hôm nay mình sẽ chơi một sinh hợp Như bé bé Đây nhỉ Real à, bé tên là Real thì phải không nhớ lắm như Real Real, Real à. Không nhớ lắm như Real, Real gì đấy Will Travis xinh luôn thì mình nghĩ là có lẽ mình vẫn xem phim này vì cặp phụ ấy thực sự mình cảm thấy cặp đấy cưng mình nghĩ mình sẽ xem không chắc chắn là ấn tượng đầu tiên cái thứ đầu tiên lôi kéo mình xem này là hai bé này chứ không phải là Đăng Phu Quỳ nói chung là phim sẽ có drama nhẹ nhưng mà kiểu dạng thanh xuân thôi, không có gì nặng nề đâu. Bí mật đêm hè. Nội dung chính là kiểu muốn hai ba người đấy, đơn giản ha. À không, chúng ta thấy đơn giản thôi chứ chắc chắn nó bé là sự phức tạp và hỗn độn đấy. Đặc biệt là Phu Quýnh, tại vì bé thỉnh thoảng mình thấy gọi là ý là Phúc Quỳnh còn muốn gọi là nhường Đăng đấy thì nói chung là Phúc Quỳnh nó đóng những cái vai đó những vai kiểu một một người lạc lõng khỏi cộng đồng ấy. Rất hợp thì mình nghĩ là chúng ta sẽ xem phim này nhưng mà mình nghe mình nói đó để xem vì Rio và Rio và Java xinh không con thấy các bạn xinh không bút chùi ui Mình sẽ hạt trên mình đã thấy khá thích Java từ lúc mà nó đóng Boss and the Babe rồi